Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án Project X để tham gia kèo Underdog thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ chat với bot trên Telegram nhé. Ok, sau đây đây mình bấm vào kênh channel đầu tiên, kênh chat đầu tiên này, rồi vào kênh chat đầu tiên, sau đấy bấm vào check cho mình nhé. Rồi bấm vào đây bấm join. Ok. Quay trở lại. Mọi bấm check cho mình. Rồi. Ở đây mọi người sẽ kiểm tra xem nào. Dự án này sẽ có 4.000 đô à. Ok, bấm continue. Đầu tiên. Rồi vào các kênh Telegram cho mình. Ok, đấy rồi đúng không ạ? Quay trở lại, rồi vào kênh channel. Bấm rồi. Ok. Rồi sau quay trở lại. Ở đây mọi người mở Twitter lên, like và retweet tag 3 người bạn cho mình. Ở đây bấm theo dõi cho mình này. Sau đấy kéo xuống dưới này, mọi người like và retweet tag 3 người bạn cho mình nhé. Xem bài đăng nào. Đây bài đăng này, bấm thích này, retweet này, rồi xem retweet bài đăng trên cùng đi. Mọi người retweet lại bài đăng trên cùng cho mình. Khá là nhiều người retweet đúng không? Xem nào. Tốt nhất mọi người retweet lại bài đăng rồi nhá. Retweet post import top vào. Thôi mọi người retweet là bài đầu tiên cho mình nhá. Đây bài đầu tiên này, thích này, retweet này, tag 3 người bạn cho mình. Ok, sau đây bấm tít lại. Rồi, quay trở lại Telegram. Bấm vào submit. Rồi, ở đây bấm join. Rồi, copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy gửi vào đây cho mình nhé. Ok. Địa chỉ ví, mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BC ở ví Trust Wallet hoặc MetaMask cho mình. Ở đây mọi người vào ví Trust Wallet này, hoặc là ví MetaMask và copy địa chỉ ví ETH này, một địa chỉ ví ETH, hai địa chỉ ví BC. Đây, bấm sao chép cho mình, sau đấy gửi đây. Sau đấy mọi người sẽ gửi vào Telegram nha mình. Ok. Và cuối cùng mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ với bạn bè người thân để kiếm thêm token. Bây giờ ấm account này, mọi người check cho dư. Dự án này sẽ có là 100.000 token Pestwish, tương đương là 1.000 ra suất random mọi nhá. Mỗi người sẽ nhận được là 100 token XIL này. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án đến từ Project X nhá. Mọi người sẽ nhận được token XIL. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.